cùng là dòng Scotch Whisky 12 năm tuổi. Vậy Singleton 12 và Ballantine 12 thì có những cái điểm gì khác nhau? Trong ngày hôm nay, em Hiếu cùng với anh chị tìm hiểu những cái đặc điểm nổi bật của hai dòng whisky này để từ đó anh chị có thể lựa chọn cho mình một dòng whisky phù hợp nhất. Rượu Singleton 12 được lên men kỳ lưỡng từ mạch nha và ngũ cốc. Nguyên liệu được chọn lọc rất kỹ càng, sau đó được hong khô trong lò đốt than bùn. Nên vì vậy Singleton 12 nổi bật với hương thơm của khói. Quá trình lên men chậm và chưng cất lâu đã tạo nên hương vị đặc trưng và đặc biệt cho dòng Singleton 12. Thiết kế chai thủy tinh dệt là thiết kế đặc trưng của dòng Singleton 12. Vỏ chai mang những cái hơi hướng cổ điển của các dòng whisky ở thế kỷ 19. Singleton 12 mang đến cho các quý ông những trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên, với những cái hương vị phong phú, hài hòa nhưng lại cân bằng hoàn hảo. Bên cạnh đó, dòng Ballantine 12 được ra mắt vào năm 2005 và được phối trộn bởi hơn 40 loại whisky, mạch nha và ngũ cốc, ủ ít nhất là 12 năm. Ballantine được coi như là một tiêu chuẩn quốc tế về dòng whisky phối trộn. Ballantine 12 có màu vàng hổ phách với hương thơm của mật ong, táo đỏ và chocolate. Đây là dòng chủ lực giúp cho thương hiệu và doanh thu của Ballantine. Ballantine 12 phổ biến trên thị trường với giá cả phải chăng, thích hợp cho anh chị thích phong cách trẻ trung và hiện đại. Và vừa rồi là so sánh của em Hiếu giữa hai dòng Singleton 12 và Ballantine 12. Hy vọng qua video này anh chị có thể lựa chọn cho mình một dòng whisky phù hợp nhất. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về các dòng whisky hay các dòng rượu vang khác, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737 để lựa chọn cho mình những phần quà hấp dẫn ưu đãi trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 tại Avino Wine. Và anh chị cũng đừng quên bấm đăng ký kênh của Avino Wine để xem thêm những video vào ngày mai.